mid Grand International giờ ra sao hậu gặp Liên Hoàn Thị Phi, nhiều fan sắc đẹp tò mò về tình hình của tổ chức. Cuộc thi drama nhất Big 6, loạt quốc gia thi nhau rút bản quyền, Hoa hậu đăng quang chỉ để livestream bán hàng. Hành trình 10 năm mang danh hòa bình nhưng vướng loạt ồn ào, sau 10 năm đầu tư tổ chức. Chủ tịch Nawaz Israel Griso đã thành công đưa tên tuổi Mid Grand International xếp vào hàng ngũ Big 6 sau đấu trường nhan sắc uy tín và chất lượng nhất hành tinh tuy nhiên đây cũng được xem là cuộc thi ồn ào và lắm thị phi có thể nói mỗi mùa giải trôi qua đều kéo theo không ít tranh cãi đáng nói nhất chính là mùa giải năm 2024 với hàng loạt những bê bối và ồn ào diễn ra Mid Grand International 2024 được nhận xét là mùa giải ồn ào nhất lịch sử 10 năm tổ chức giữa lúc các phiên đấu tố chưa có kết luận chính thức tổ chức Mid Grand International đã ra thông báo xoay quanh quốc gia đăng cai mùa giải 2025 thu hút lượng lớn fan sắc đẹp quan tâm trên trang chủ Mid Grand International tổ chức hòa bình thông tin sự rộn ràng năng lượng kỳ diệu, điều đó đang trở lại. Thái Lan đã sẵn sàng tỏa sáng một lần nữa với tư cách là nước chủ nhà của Mid Grand International 2025. Nhìn lại mùa giải 2024, cuộc thi Mid Grand International đã bị thay đổi địa điểm đăng cai ít nhất hai lần. Ban đầu, Myanmar là quốc gia được tổ chức ấn định cho mọi hoạt động thuộc khuôn khổ Mid Grand International 2024. Tuy nhiên, kế hoạch đã bất ngờ bị thay đổi vào giờ chót với hai địa điểm mới là Campuchia và Thái Lan. Quyết định đổi quốc gia đăng cai Mid Grand International 2024 không liên quan đến tình hình chính trị mà bởi món nợ khổng lồ của vị cựu giám đốc quốc gia Myanmar. Ông Nawat tiết lộ rằng tu ANT Elwin đã vay doanh nhân người Thái một khoản lớn nhưng vẫn chưa tất toán. Myanmar đăng ký nhưng vẫn chưa thanh toán đầy đủ chi phí chủ nhà Mid Grand International 2024 dù tổ chức đã nhiều lần nhắc nhở. Ngược lại các quốc gia khác cũng tố ông Nawat thường xuyên đưa ra những yêu sách khó nhằn nhằm thách thức ban tổ chức. Dẫu đã có sự bố trí mới nhưng loạt hoạt động ở đầu mùa giải Mid Grand International 2024 vẫn xảy ra vấn đề. Chính vì vậy mùa giải năm 2025 tiếp tục tổ chức tại Thái Lan một lần nữa khiến fan sắc đẹp đặt ra câu hỏi. Phải chăng sau nhiều ồn ào thì đã không còn quốc gia nào muốn đồng hành cùng ông Nawat để đăng cai cuộc thi? Ấn Độ vừa đăng quang đã vướng ồn ào bản quyền. Mới đây, Mid Grand India chính thức đưa ra thông báo gây chú ý. Theo đó, phía cuộc thi mẹ Mid Grand International chính thức rút bản quyền của tổ chức này. Điều này đồng nghĩa với việc dây chầu Gupta là người đẹp cuối cùng được phía đơn vị Mid Grand India cũ cử đến chinh chiến Mid Grand International. Nguyên nhân cho màn chia tay này chính là sự khác biệt về tầm nhìn và mục tiêu của hai tổ chức này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định chia tay tổ chức Mid Grand International. Quyết định của chúng tôi xuất phát từ sự nhận ra tầm nhìn và mục tiêu của chúng tôi ở hiện tại hoàn toàn khác nhau. Không những vậy, Phía Mid Grand India còn gửi đôi lời đến Rachel Gupta, người giúp giải sát India mang về chiếc vương miện đầu tiên của Mid Grand International. Chúng tôi vô cùng tự hào và mong muốn được tôn vinh bạn, Rachel Gupta, người đã mang về vương miện Mid Grand International đầu tiên cho India. Bạn sẽ mãi là nữ hoàng của chúng tôi. Thành tích của bạn đánh dấu một cột mốc mới cho đất nước. Chúng tôi tự hào khi được sát cánh cùng bạn và sẽ tiếp tục ủng hộ bạn trong suốt nhiệm kỳ. Thông tin này nhanh chóng khiến công chúng tranh cãi khắp các diễn đàn mạng xã hội. Bởi lẽ Mid Grand India mất bản quyền một cách chóng vánh nhanh chóng chỉ sau một tháng dây trổ Guta đăng quang. Một mùa giải nhưng ba quốc gia mất bản quyền, chỉ trong một mùa giải 2024 đã có đến ba tổ chức bị mất bản quyền cử thí sinh chinh chiến Mid Grand International gồm India, Myanmar và Cambodia. Tuy nhiên, màn chia tay của Mid Grand India và Mid Grand International lại yên in bình hơn cả, khác hẳn với hai trường hợp còn lại. Màn chia tay của Mid Grand Cambodia, Mid Grand Myanmar và Mid Grand International đều kéo theo nhiều cuộc đấu tố gây rúng động. Về phía Mid Grand Cambodia, Mid Grand International diễn ra màn bóc phốt liên quan đến công tác tổ chức mùa giải 2024 tại Cambodia. Về phía Mid Grand Myanmar, Mid Grand International lại dính thị phi xoay quanh màn khâu phục kết quả á hậu hai của người đẹp Thê Sunien.